Đam mê là gì? Là sự trải nghiệm về một vấn đề nào đó. Dù cho chán nản hay là gian khó vẫn không từ bỏ. Để rồi một ngày nó sẽ cho mày danh tiếng và tiền bạc. Mỗi sáng thức dậy nó như năng lượng giúp mày không còn thêm những ưu phiền khác. Muốn có được nó mày phải đánh đổi nhiều thứ để cuộc sống mày cân bằng lại. Nó vốn vô hình vô thanh nên mày không thể cảm nhận bằng mắt hay bằng tai. Yeah, nó là sự thật. Hãy tin tâm đi bởi vì đam mê. Nó coi bên tai lưu tới một nơi vô cùng ngâm áp, đó là trái tim mày. Giống như đồng hồ chỉ chạy khi mày nhìn thấy cái kim xoay. Đam mê sẽ chính là nó nếu như trái tim của mày đủ mạnh. Cho một cuộc chiến cơm áo gạo tiền mà lý trí mày là thứ hàng ngày nó phải cạnh tranh. Yeah, một sự thỏa hiệp cũng được. Cứ cho đam mê nó dẫn mày đi, nhưng để lý trí nó nắm dây cương. Hướng mày chọn sẽ luôn chính xác và mày sẽ không đi chạy con đường. Yeah, 1, 2. Tao là thằng không có tài năng gì, chỉ có đam mê hiểu biết. Những câu hỏi giúp tao trưởng thành qua việc đi sâu và tiểu tiết. Hiểu hay không thì cứ giơ tay xin biểu quyết. Xem tao chơi rap hoàn lâm hay là tao đang chơi rap kiểu chiết. Tao là thằng không có tài năng gì, chỉ có đam mê hiểu biết. Những câu hỏi giúp tao trưởng thành qua việc đi sâu và tiểu tiết. Hiểu hay không thì cứ giơ tay xin biểu quyết. Xem tao chơi rap hoàn lâm hay là tao đang chơi rap kiểu chiết. Tiếp nối những gì tao nói ở trên khi mà lý trí đã thắng cuộc chiến. Đam mê sẽ hóa sở thích, mày có dùng nó kiếm tiền được chắc. Có bao giờ mày tự thắc mắc mày nuôi đam mê nhưng mày đi mãi vẫn không đến đích. Thì tao chỉ cười vì thứ mày nuôi không phải đam mê mà nó vốn dĩ chỉ là sở thích. Yeah, có khá nhiều người đánh mất thanh xuân vì thứ gì đó na ná đam mê. Họ chạy theo trong vô vọng để rồi họ nhận lấy những ế chê. Đọc những quyển sách dạng khép xeo và nghe những người đi truyền cảm hứng, làm họ chỉ nhìn thấy 3 phần nổi của tảng băng trôi. Còn 7 phần chim họ sao thấy được vì họ vẫn đang chỉ sống bằng bản năng thôi. Yeah, come on, Nora C, be the best cyber season 2.